Chắc ba nó hả? Tiên chắc phụ nghĩa có dầu ba nốt nha. Thủ có được ba trái nè. Sẽ là 21. Bộ kênh liên tục không lấy từ. Là bóng trong sân. La mạnh lên cây. Chủ sân là phải liên hệ với anh quả hai. Số là 32 rồi. Quay. Ê, ngồi xuống chơi. Ngồi xuống con miếng này. Tôi là 42 rồi. Đúng bên anh. Như vậy nó làm như mày. Đông, đông. Có như vậy không sao rồi. Và tự sát châu sĩ. Vô đây. Chú ngồi xuống, ngồi xuống lại. Mày chân này, chạy chân này, chạy con hậu này. 52. Để tôi đi. Thủ khỏe. Mở gần. 35. Châu sĩ tiên. Chín chỉ trâu. Chín chỉ trâu. Chín chỉ trâu hả? Trâu ăn năm. Ý là chưa được 3 nốt nữa. 3 năm. Ồ, cái miệng bù nhà không à. Nhỏ nhỏ tới nhà luôn. Chửi cỡ vậy, ừ. Nhỏ nhỏ tới nhà. Đi theo gặp Thái Diêu là đầu tiên. Anh Diêu ngoài bản nữa. Tôi gắn bức lọc tạp đồ vô. Lọc tạp tiếng banh đâu thà, đâu có hạt đâu. Bóng ngoài sky. Tỷ số là 6-3. Không quay âm thầm. Không có quay tiếng luôn. Quay xong có banh trúng tay cái nhỏ. À. Về mình đi làm cái đó, về mình đi làm chặt cái mình quánh vô tay thường cái kia chật chật nữa. Không, tại mình làm tiếng như phim vậy đó. Làm quá. Làm chuyện nhẹ nhàng không muốn muốn làm chuyện khó khăn hơn. Tỷ số là 6-4 rồi. Quỷ đang dẫn điểm cho City. Ngoài. Kéo không được hay ta. Chỉ 5-6. Rồi cho Steam. Tỷ số là 6 đều. 6 đều cho hai bên. Cho Steam chấp khu nghĩa và giàu tình hình 3 nốt nha. Ý là cũng từng một thời là solo nha mọi quý vị. Tiên cho Hồ Tiên gắt điểm 76. Nắng thì muốn bay xanh thì kỳ. Nắng xuống bay xuống 76 nữa. Dạ. Tiếp tục trận đấu tỷ số là 76. Chặt lên. Trời ơi. Chặt lên. Chặt lên. Rồi. Rồi chặt cây luôn hết chặt lên. Cây rồi. Số là 7 đều. Nước này. Vô đi đây nên. Nếu có ngàn con nên đăng hay không? Có đồng đăng. Là cái chú chửi quá.
Rồi tỷ số là 7 đều. 7 đều cho hai bên. Cô ấy phát bóng nha. Trận đấu quýnh hàm 16 điểm tới. Ủa 12 điểm tới chứ. Từ cho bên đáng đưa về thành cái này nó về thành. Đâu tiếp tục là 87. 87. Chờ tin dẫn ngược là một điểm rồi. Quá hay, chào chị tin. Bóng ngoài sang quá xa. Ngoài sang quá xa. Ừ. Cần liêm bắp giống cần liêm đâu, giống la đâu. Cháu ngược nhà nắng mà không cháu sao được. 97. Tỷ số là 97. Châu Kỳ với là cô Nghĩa vào giàu nha, Nghĩa một thời là sẽ luôn lắm nha quý vị. Quýnh tài lắm á, quýnh tài cũng hay lắm á. Từng bàn thủ cho chứng năng quýnh tại sân đấu trình ở đây đó. Mày ăn chắc nốt nữa rồi. Em sạc cái nốt nữa, em sạc hoài rồi vừa. Nốt mà anh Đại Dương biết quýnh chết chưa. Nhiều à. Bánh này bánh Thăng Thiên. 7.000 mới được bắp. Liên hệ bóng chèo xanh có bánh tại chỗ kìa. Hay là bánh bán có thể. Mà mày thấy nó đúng không? Cái kia giờ đứng sòng nắng không? Hay. Ừ. Wow mà. Bây giờ quánh mà chắc nhớ mà mày quánh nó mày cũng biết rồi. Ai? Chú xử này giờ xử sao vậy? Ăn xử ra. Cái nào? Sự giấu phải không? Đúng rồi. Liêm ra vô có thẳng phải không? Đúng rồi. Rồi lấy chổi cà quét cho nó liền liền đi. Lấy cái chổi. Ừ, cái trà. Chứ lấy bằng cào cào ngang cũng được. Chổi được rồi. Quanh không đủ quét đi, quanh nổi thành không à? Anh chỉ rồi. Quanh đủ quét đi, ngoài bỏ. Mấy ai thì số mấy ai? Thẳng. 11-8 à? Tỷ số 11-8. Điểm là cho bên ỉa gò dầu. 9-11. Kết thúc trận đấu. Bóng trong sân rất nhiều. Tỷ số Châu Tiên thắng Cù Hiểu và Dạo với tỷ số là 12-9. Xin cảm ơn quý vị nhiều nha. Nhớ ủng hộ kênh Các Cái Tình Hình để biết thêm nhiều cái hấp dẫn. Bất cứ tại nơi sân đầu có những trận đấu hấp dẫn là có Các Cái nha. Xin cảm ơn quý vị.